Hello, xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Con xin chào cả nhà. Hôm nay đi 168 để mua trò lấy lại đi chợ. Hôm nay hai má con định tiếp tục lên đường đi chợ nấu đồ ăn. Mấy ngày nay không có nấu đồ ăn rồi cả nhà ơi, không có review đồ ăn rồi, nhớ cả nhà quá trời luôn. Bây giờ bắt đầu vô mùa đông rồi cả nhà ơi, quá trời món ăn xuất hiện trong đầu luôn. Nhưng mà mình mỗi ngày mình sẽ nấu một món, ok. Hôm nay là sẽ hướng về miền Trung. Mình sẽ nấu mì Quảng. Tại ở nhà mình có sẵn mấy cái đồ đổ nảy kia, cho nên mình chỉ cần mua một ít đồ nữa là sẽ có một nồi mì Quảng nóng hổi ăn thôi. Đình Đình biết ăn mì Quảng không? Dạ. Dạ, Đình Đình gì cũng biết ăn hết. Ok rồi, hai má con mình sẽ đi chợ mà. Hai má con mình vừa tới chợ nè mọi người ơi. Coi Đình nè, Đình điệu dễ sợ luôn, đi chợ mà mang thêm đôi giày mới nữa. Đình nói là rộng quá má ơi. Vậy mà còn bày đặt đi điệu điệu nè. Đình lúc nào á đi chợ với má là cũng đòi đẩy xe phụ má. Đình dễ thương lắm nè. Đình làm như người lớn vậy đó. Ở đây là cái quầy bán vịt, quay heo, quay gà, đồ ăn mà người ta làm chín rồi đó cả nhà. Nói chung là chợ này cũng lớn á. Tại nhà mình lên đây chợ này có mấy phút à. Mình thích đi chợ này á, chợ này đồ ăn nó tươi, nó ngon mà nó cũng sạch sẽ nữa, nó đủ đồ nữa. Hôm nay mình chỉ đi vô mua rau với lại miếng thịt ba rọi thôi, cho nên mình không có quay chợ cho kỹ. Mà chợ này mình cũng đã quay nhiều lần rồi, cho nên hôm nay mình không có quay nữa, đi nhanh nhanh rồi về. Rồi Đình á thì hả, đòi đi vòng vòng tí xíu để quay phim á. Cái lúc này là chuẩn bị ra tính tiền nè. Là lạnh, hai mắt con lạnh quá trời luôn. Tại vì nghĩ vô mua đồ chút xíu rồi ra liền à. Không có mặc thêm áo lạnh à. Nè coi Đình vừa đi vừa đẩy xe mà còn vừa biểu diễn à. Sợ chúng cái ông đó dễ sợ luôn à. Bây giờ hai mắt con mình mua xong rồi, bây giờ về nhà nấu rồi ăn thôi cả nhà ơi. Thank you.
đây cả nhà ơi, mình mới nấu xong mì quảng nè cả nhà ơi. Mì quảng theo kiểu nhà của Đình Đình nha, nhà của má Đình Đình. Mình nấu kiểu mình đó giờ ăn vậy nha cả nhà. Mời cả nhà, mời cả nhà cùng ăn mì quảng với gia đình nhỏ Cali nha. Hai mắt con là Đình nha. Mì quảng là không thể thiếu bánh đa. Gia đình ăn bánh đa. Ăn vô đi, bỏ vô ngon lắm, nó bỏ vô nó mềm 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 mất con, bỏ tí xíu đi. Em muốn quả. Đây nè, nó để ra, con này có cái nhỏ này. Ở đây bán bánh khô vậy cả nhà dễ lắm. Nhưng mà mình bỏ microwave, mình bấm mấy mươi giây là cái bánh nó rất là ngon. Mình sẽ làm một chén nước chấm. Nước chấm tỏi, ớt, nước mắm với chanh thôi. Với lại có cho tí xíu được. Ừ, nó nước nó kêu á. Để mình chấm với thịt, với tôm, với lại trứng cút nha cả nhà. Nè, chấm. Cái khoai quốc quá vậy. Cái gì giống khoai quốc? À, cho miếng chanh vô. Mình ăn chanh không? Thì ăn chanh đi. Đó, rồi. Mì quảng là ăn nước ít vậy cả nhà. Hồi đó mình không biết ăn, rồi mình biết ăn. Ăn riết thì ghiền luôn. Mì quảng thì ở Việt Nam ăn với lại cải non, cải xanh, mà cải non thì người ta kêu là cải trời á. Nhưng mà ở bên đây là không có cải đó cả nhà ơi. Cho nên mình mua cải, mình mua cải bẻ xanh á, mình lấy lá nó, cái mình cắt sợi vậy nè. Ăn ngon lắm cả nhà, nó nhẫn đắng đắng mà ăn rất là ngon. Rồi. Ăn với lại húng lủi. Chào. Cái này là có rau nè, là ngon. Với lại ngò. Bỏ cái này vô với nước nè nó nước. Quá ngon luôn. Cả một miếng nước sốt nhẹ lên. Mình lên ăn đi. Mình bỏ bánh vô chút xíu nở ra luôn, nở ra không có có mà ăn được luôn á. Nấu chiều giờ cả nhà ơi, đi chợ về là nấu luôn á. Ở bên đây mình thèm gì là phải đi chợ về vô bếp nấu hết cả nhà ơi. Không có sẵn có, cũng có nhiều tiệm bán mà không có ngon. Thành là tại vì mình ăn ở nhà mình nấu quen nè. Mình nấu theo ý của mình á, nêm nếm theo cái khẩu vị của gia đình mình á. Rồi đó, nhà mình không ai biết ăn hết trơn á. Mình nấu ăn riết rồi về cho tập ăn riết, giờ ai cũng biết ăn mì quảng. Mời cả nhà nha. Mới nhỏ em biết ăn mà. Mày nói là biết ăn cái này á. Có đầy đủ hết là ngon. Cho chén chấm. Mình múc cái chén nhỏ. Đâm tỏi ớt nhiều vô. Nặng chanh vô rồi cái mình bỏ ít đường thôi, không có ngọt nha. Cái này là nước chấm này là nó phải có vị chua với mặn chứ không có ngọt. Cái này chín chắn. Con đi nha, con đi lấy nhỉ. Con đứng con lấy nhỉ. Cái gì vậy? Chạy lên thôi. Để. Đi, con lấy nhỉ. Con nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Dạ. Ok. Bộ đình đi gì mà kêu dữ vậy nè. Mang dép đi không nổi luôn á. Trời có dở chân đó. Ừ, trời không dở chân lắm rồi. Mì quảng này là mình nấu là mình nêm cái nước sốt nó rất là đậm đà chút. Mình nêm rất là mặn tay chút. Tại vì nó chỉ là thời đói này luôn á. Ôi, giới thiệu đầu phòng
Chỉ là em nước sốt thôi chứ không có chan nhiều nước, cho nên là phải đậm đà để có bỏ rau vô ăn nó vừa. Các bạn cái này ngon lắm á. Ớt rất ngon. Cao. Cay. Cay. Ớt nhà chồng. Cái này ướt quá. Sao lấy lên? Ngon ngon ngon, múc nó lên vậy thôi. Ớt nhà chồng cho Linh. Cay quá cả nhà ơi. Cay cay nó ngon. Bánh đà. Cay nó tốt. Bánh đà với thấm nước sốt ngon. Ngon đó. Cay không có tốt. Đúng rồi, cay không có tốt. Ăn vậy. Ngon được. Chấm. Chấm. Thịt mình cắt không có cắt mỏng vậy rồi. Cắt mỏng mà mình rim á, chút xíu nó, tại vì thịt bên đây là giống như đông lạnh á. Mình rim chút cái hả nó bị nó rụng ra, nó rời ra, cho nên mình cắt cục vừa ăn. Rồi á. Cho nên mình rim lâu á, chứ nó không có bị rời ra, còn nguyên cục á, cá nó mềm mà nó ngon. Trứng ngon. Trứng ngon hả? Ừ. Trứng ngon mình ăn trứng đi. Dạ. Ăn sắp ăn hết rồi. Tập trung nha nè. Để đi đi. Lâu lắm rồi mới nấu lại mì Quảng cả nhà. Ăn 6 tuổi á thì mà mình ăn cái này nhiều lắm. Có nhiều trứng. Nước chấm, nó có nước chấm nè cả nhà. Nó mới ngon. Chua mặn. Nó thấy thêm về vị chua với vị mặn nhiều hơn. Đậu phộng. Có đậu phộng ăn giòn giòn béo béo. Thôi nè ăn. Tôm rim ở sọp xuống luôn. Cái vỏ mềm theo không biết mà. Có cà chua. Này nó có cà chua không? Mì Quảng này á, mình ăn rau nhiều ở nhà, rau nhiều ngon, nhất là cải nha, cải bè xanh á, nhẫn nhẫn vậy đó ha. Kêu cụng ly, gia đình kêu mát cụng ly. Đã quá. Ăn mì Quảng. Uống nước chanh. Trà chanh. Chanh nữa nè. Quá đã luôn. Con lấy chanh. Chua. Mình thích ăn. Các bé chơi thích ăn chanh lắm. Ừ, thường ăn chanh lắm. Chua lè hả? Mình không biết thường thích ăn chanh.
thân chân mà nó mặt không có nhăn luôn. Hay nè coi nè, quá trời luôn nè. Đã ăn nè. Nướng lên luôn. Đói quá, ngon quá, ăn không biết nói gì luôn. Rất cay quá. Ăn chúng miếng tỏi á, nó cay cay ngon cả nhà. Cái này ngon à? Đó bắp chuối con, đào chuối. Bụng bự, ăn no quá bụng bự. Ngon không? Clip của gia đình nhỏ Cali đến đây là kết thúc nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của hai má con mình. Chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ nha. Cả nhà xem clip nhớ ủng hộ và chia sẻ clip của gia đình nhỏ Cali nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye, bye bye mọi người.